Kiến ơi. Vào mẹ bảo. Thay đồ xong. Thay đồ xong vào mẹ bảo. Trời ơi, da dầu. Mới ngủ. Pediasure hết rồi, mai mẹ mua. Con mới ăn con cua hấp mà. Tối nay không cần uống sữa Pediasure đâu. Ôi dồi ôi. Con mời uống, hay con mới ăn con cua thì thôi để đó. Rồi ấy con. Rồi thì uống Milo, Milo Mỹ cũng như Ensure thôi. Xong xuôi vào đây mình nói chuyện. Mặt nó dầu ghê với mấy bà. Mặt nó dầu ghê mấy bà ơi. Ủa là bây giờ họ đã chốt là để em được đi xem golf lên. Cái gì con? Rồi gọi là họ đã chốt cho để em đi xem golf lên chưa? Con sợ là bây giờ họ cần sự gì? Họ nghĩ lại rồi. Họ nghĩ lại á? Ừ. Thật không? Không nghĩ gì. Con nghĩ là họ có cho trẻ con đi không? Nghĩ là có thể hoặc là không. Là sao? Tại do do cái gì nói mẹ nghe. Tại do con nghĩ là sợ là họ đang nghĩ gì đó. Họ định gì đó. Rồi là họ không. Họ suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại á? Nếu mà trường hợp họ suy nghĩ lại mà không cho con đi xem Blackpink con thế nào? Kiến. Buồn lắm. Con vừa biết con sai chuyện gì không? Dạ. Con biết à? Ủa là hôm đóng cửa lúc mà đi tắm hôm à? Không, trước con tắm mà con không đóng cửa chỗ này thì vì nó trong nhà mình cũng không ảnh hưởng vấn đề lắm, cũng không đáng nguy hại. Vì là vì trong nhà mình chỉ có mẹ con mình với cô Trang. Nhưng mà nãy á, cô Trang cô đang tắm đúng không? Cô tắm với con, hai cô cháu cùng tắm đúng không? Sau đó là con đi ra ngoài đúng không, con lau người thì con thay đồ đúng không, sau đó là con đã không đóng cửa khi cô Trang đang tắm đúng không? Dạ. Thì con mới hỏi là lúc có phải là lúc mà cô Trang đang tắm với lại con là con không đóng cửa là con sai chỗ đó đúng không? Nhưng mà cái sai của con nặng hơn biết là cái gì không? Dạ không. Cô Trang nói là kiến con là gì đúng không, con nói câu chữ gì đúng không, cái đấy là sai. Khi người lớn gọi con không có chữ gì, con sẽ nói là dạ cô Trang gọi, dạ cái gì à cô, con hiểu không? Cái chữ gì đấy con chỉ nói chuyện với Ngọc Lan, với Trâm, với Kỳ Nam, với các bạn của con thôi, chứ tuyệt đối là cái này là chắc chắn con không cần nói gì. Cái chính là không được nói chữ gì với mấy anh chị lớp trên, tại đằng nào mình cũng không được chơi mà. Sao nói gì? Không, mình sẽ không được nói chống không như thế. Mặc dù con vô ý, bình thường con rất là lễ phép nhưng mà đấy là con hơi vô ý. Đấy mẹ nhắc liền đó nha. Dạ. Khi ai gọi này, dạ con nghe. Dạ cháu nghe. Biết chưa? Dạ. Dạ em nghe. Dạ chị nghe. Ừ. Như thế mà. Ủa nhưng mà em dâu em bảo là chị ơi là chị con phải trả lời chứ gì không lẽ con chị bảo đây. Là... chị đây. Ừ, chị đây. Chị, rồi nếu như mà em dâu kêu con làm gì thì em kêu là chị Kiến. Thì con nhớ là kêu gì nè? Chị đây, dâu nói gì chị vậy? Hiểu không? Chị đâu? Thì bây giờ mẹ giận là con biết rồi đấy.
con người đáng yêu tình yêu của mình. Chị Su kêu con thì con trả lời cái gì nè? Em đây chị. Nói một chữ. Yêu em tình nồng mà đắm say là cái tình ái, tình ái là cái tình yêu, ôi tình thương yêu, ôi yêu cái tình nồng. Chú bố hình thế nào? Nhớ chưa? Chào mọi người ạ. Em kiếp chào mọi người nãy giờ lo. Tình yêu nồng cháy. Chào bác lạc lối. Nào, lại nào. Bé Kiên cú tay vào các bác. Bé Kiên đang yêu tình nồng ấy. Bé Kiên đang yêu đấy. Bé Kiên như mà nàng công chúa cú tay phu mai quê của mẹ. Mỗi lần đi ngủ bé Kiên nhau kiểu khà khà khà. Bé Kiên này, con yêu ấy mọi người con ơi. Cảm ơn chú lẹt lối. Lẹt lối. Sao mấy con mặc cái bộ váy này chưa? Con thích mặc bộ váy này. Nó có cái túi à? Con chào mọi người đi rồi, mẹ đi ra ngoài để bán hàng. Bác tên mọi người nha, bé Kiến ra ngoài đây. Trời ơi, tối hôm nay không có lịch ăn chơi gì cả với bà. Không có lịch gì luôn. Ngồi nhà các bác ạ. Định ra quán nhưng mà thôi. Ra quán xong lỡ có ai gọi đi nhậu, nhậu liền. Không được. Ngồi nhà cọ ở live stream buôn chuyện mọi người ngủ bị ngủ trộm một tiếng dậy dầu ấy. Đấy, mồ hôi dầu da dầu da dầu là khi mà make up trang điểm là nó sẽ đổ dầu đó mọi người. Mọi người chưa nhìn thấy em đánh cái son màu đỏ đúng không? Hôm nay đánh mấy son màu đỏ cho mọi người xem. Hôm nay đánh cái son màu đỏ nhá. Đây này. Mọi người nhìn cái son màu đỏ đánh này. Đánh một lớp nhạt nó sẽ rất là tươi. Cái cây đỏ gạch cây 20 này này. Đó. Mọi người thấy không? Khi mà đánh cái cây đỏ gạch này nhá. Đánh một lớp mỏng này nó sẽ tươi. Nó sẽ màu đỏ. Đỏ gạch nó sẽ tươi cho mọi người. Đó, các chị đánh cái cây màu đỏ gạch này nó sẽ tươi tươi kiểu mà trẻ trung nhá. Chị Trang giảm được mấy ký rồi, có 3 ký thôi, chán lắm em ạ. Còn bây giờ ấy là em sẽ đánh full cái môi nhá. Nên là lâu lâu em mới đánh cái cây màu đỏ này đậm như vậy. Chào chị Trần Thu Hiếu. Đó, nên là hôm nay đánh cái cây màu này để cho mọi người thấy này. Khi đánh một lớp mỏng nó sẽ tươi như này và cái cây này sẽ rất tiết kiệm. Nhà với những cây khác có khi chị phải đánh cả môi, nhưng mà cây này chỉ đánh một lớp mỏng thôi là chị đã tươi tắn rồi. Còn bây giờ đánh phun môi cho những chị nào thích đi tiệc, thích đi sang chảnh, thì cái cây này nó là cái cây son lì nhưng mà không khô môi nhé. 335 cành. Đó. Đỏ gạch rất là trẻ chị, đúng không chị Hiếu? Ok chưa? Khi đánh một cái lớp lì như này, mất fanpage của chị Trang mãi giờ mới tìm thấy trời. Em phải luôn nhớ cái của chị là bún đậu cô khàn. Đó, thấy chưa? Em muốn mua, em nhìn đó, em nhìn cái biển cho em nhìn cái biển sau lưng chưa? Hoặc em nhắn tin vào cái đăng live stream mà Ngọc Lan Hà. Nhà em không bán ship code cho khách hàng mua lần đầu, em cũng không bán trên TikTok nha mấy chị. Đó. Thấm thầm thầm như này. Nó thấm thầm thầm như này mấy bà.
không đẹp không ăn tiền mày. Cây này đánh không đẹp không ăn tiền. Mà mua đây số 23. Màu này màu số 20 nhưng mấy chị, à quên, ma mô đe số 20. Màu đỏ gạch là số 20 mấy chị. Cái mô, cái đôi này, cái màu son này thì rất quyền lực, rất là sexy. Ok chưa? Vâng, chào Hương. Cái màu này sang các chị. Rất sang. Đẹp lắm Thu Huyền. Nói chung là con gái mà không có cái son đỏ này là phí cuộc đời. Đó. Màu này sang là gọi là ngất trời. Trời ơi. Hôm nay đẹp thế này chả nhẽ không đi nhậu. Mà đi nhậu thì ta nói là cuộc đời nó mệt. Mai tối mai có một trận nhậu rất kinh. Mai nhậu với ông Dương, chồng bà Kiwi với cả Diệp Lâm Anh là khủng khiếp. Mai team đấy nhậu ghê lắm mọi người. Tối mai cái team đấy nhậu ghê lắm. Em Trang treo chân mày ở đâu chỉ ở chị? Không phải chị, em không treo chân mày chị. Cái này là em đang có một bạn make up, bạn ấy vẽ lông mày cho em. Sau đó bạn ấy dùng một cái dòng mascara chuyên dụng cho lông mày. Bạn ấy chuốt ngược lên. Bạn ấy vẽ sợi từng sợi một. Em không treo chân mày. Sau đó bạn ấy kích mí cho em với chị. Đè một miếng kích mí này. Bạn ấy dùng miếng kích mí nhé chị. Em không treo chân mày. Các chị thấy cái mí không? Cái mí không? Là có một bạn bị vọng gì là gì hả em? Nguyễn Thu Thủy chị không dành lắm. Dạ túi hồng sau lưng cái trà nồi đấy á chị. Cái trà nồi sau lưng này á, giá của nó là 2050. Em đang giảm còn 1750 chị. Bữa giờ không được quay chung mấy kiến vừa quay xong đấy. Cái màu son môi đang đánh ở số 20. Ginkgo bổ não bên chị còn em 785.000. Ginkgo bổ não 785.000 em, cái của Mỹ. Dạ hôm nay em có người make up chuyên nghiệp cho em chị Chen ạ. Đây là ginkgo bổ não nha mấy chị.
Sinh thần thái, cảm ơn chị Trầm Hương, sức ngày khen em sướng ghê rồi đó. Chị Bích Hằng công nhận không? Em mà có người trang điểm vào tự dưng lên 10 chân kính liền. Dạo này hơi béo tí thôi nhưng mà không sao. Em mua hàng nhắn tin em sợt cái trang của chị là bún đậu cô khàn. Nguyễn Đình Tùng. Em sợt bún đậu cô khàn là ra nhà chị. Em chào chị Thành Tô. Em sợt bún đậu cô khàn nhé, tại vì chị không bán bên TikTok. Chị còn tập gym không? Không, em quên chuyện đấy, em quên chuyện đấy đi em. Cái này là ginkgo bổ não dành cho những người bị rối loạn tiền đình, những người bị công việc căng thẳng xì chết, bị đau đầu. Chị đâu có sửa mũi đâu em. Chị đâu có sửa mũi đâu. Mũi chị mũi thật. Chị có sửa hai cặp silicone bơi ngửa của chị, hai cặp nầm của chị thì có. Chào chị Minh Nguyệt. Cái này của Mỹ nhá, cái này nó chỉ có một hàm lượng của nó là 120mg ginkgo biloba. Nó chỉ có thành phần là ginkgo biloba. Hộp này 340 viên, 785 cành. 340 viên, 785 cành đây của Mỹ nha. Còn muốn giảm cân thì bên chị uống viên đốt mỡ trà giảm cân em ạ. Viên đốt mỡ trà giảm cân. Thề tối nay muốn đi nhậu, muốn đi chơi mà phải dưỡng sức mọi người ạ. Vì ngày mai sẽ nhậu với con Diệp Lâm Anh và chồng bà Kỷ Huy Mai Trang. Hai quả đấy lần trước 30 tháng 4 đã hạ tôi một trận rồi. Tôi phải rất cẩn trọng. Trong hôm vừa rồi bà Kỷ Huy, bà Nhật đại sứ thương hiệu, làm thêm một trận nữa là gục ngã. Nên là mai nhất định là phải tỉnh táo. Nên là sáng mai phải dậy ăn sáng uống cà phê sớm. Chào Thanh Nguyễn. Có Mai Trang, có canxi tăng chiều cao em. Mấy đứa ghét chị làm gì chị nhỉ? Cái viên ginkgo biloba này một ngày 2 viên chị. Một ngày 2 viên. Cái này một ngày 2 viên như mấy chị. Có canxi cho bầu em sẽ dùng Otesin của Úc. Đây. Canxi Otesin nó có dòng mà 130 viên và có dòng 300 viên. Cái này là của Úc. Canxi này có dòng từ 2 tuổi đến 12 tuổi và có dòng cho người lớn, có dòng cho bà bầu. Cần tư vấn trực tiếp thì inbox dùm em. Chào Minh Chiến, hôm nay chị đi event em ạ. Canxi cái hộp 300 viên này, 300 viên này đang 750 cành. Đó. Ok chưa? Đây là hộp này 300 viên, mọi người nhà mà đông người thì cũng mua hộp này nè. Còn có cả canxi cho DHA cho bà bầu này. Đây DHA cho bà bầu. Bà bầu sau khi đẻ xong uống viên này này, bổ sung trực tiếp vào sữa cho con này. Còn khi bầu thì mấy bà uống cái này. Ngày một viên. Đây là viên bầu Prenatal. Hôm nay keo lì, không phải keo lì là cái gì nhỉ? Hà thủ ô 760 cành em. Chống nắng cho da dầu đây chị. Kem chống nắng đây này, 280 cành. Đây, canxi tăng chiều cao hộp 300 viên này này, 750 cành. Còn hộp 135 viên là 455 cành. Hôm nay có đi nhậu đâu em, định đi nhưng mà nghĩ đến ngày mai, cái đô kia kinh lắm. Cái team nhậu tối mai khủng khiếp lắm vì ngày mai sinh nhật con của chị Kỷ Huy. Kem chống nắng này, kem chống nắng này của Mỹ, của Hàn Quốc này, Intifi này. 280 cành. Chị Hiền hôm nay thấy em xinh nhá. Có người make up nó mới xinh đấy chị.
Đó. Đây là kem chống nắng nha. Keo lì nghĩa là gì? Là mãi mặt à? Chúng nó hay nói keo lì không biết là cái gì. Trẻ em 7 tuổi dùng cái canxi mà Kiến dùng đó, hộp y chang như thế này. Hộp của Kiến dùng chỉ để ở ngoài tủ lạnh. Cái hộp hộp như thế này nó có dòng từ 2 đến 12 tuổi. Nhưng mà chỉ để ngoài tủ lạnh. À, keo lì là đẹp. Chị Trang tham gia Meet Us sao không vận bận đồ cái cây chờ chị lại em. Hải chiều em mặc cái cây rồi em. Kem chống nắng đấy dùng thích lắm, đúng rồi. Chị xài cái này là chân ái cuộc đời. Không bết dính, không trắng bệch, không có vân kem. Bôi vào thấm liền trong 30 giây. Em qua ăn bún đậu chị đi. Cái màu son đang đánh ma mô đê số 20, 335 cành. Có bim. Cái trang của chị là trang trần có dấu tích xanh. Mấy đứa ghét chị vào comment hoài, chị thấy vui ghê vậy đó. Bom hàng chị á, thoải mái. Kem chống nắng này 280 cành. Bom hàng chị thoải mái. Em cứ chuyển khoản nửa, 50% đơn hàng, bom thoải mái. Quán bún đậu mấy lần không gặp chị á, trưa mai chị có mặt ở chị, ở ấy, ở quán. Nguyễn Thu Huyền mua ngay cây son huyền thoại đấy đi em. Đừng bỏ qua cây son này, nó là chân ái cuộc đời. Mấy đứa ghét chị cay không? Đâu cái kem chống nắng của Hàn Quốc mà 280 cành. Trời ơi, hôm qua cũng nhậu đến 1 giờ sáng về, đuối gần chết trời. Cũng tươi. Này, giờ lên đồ đi quẩy đeo túi này đẹp luôn. Đi quẩy giờ đeo túi đẹp luôn đấy bà. Hôm nay mới đi sự kiện về, có cái tiệc. Nhà mấy chị nhà mặc cái váy top top. Hình như cái váy top top này 149.000 hay sao, hay là 179.000 thì không nhớ. Mua cái váy này trên top top đấy bà. Cái gì? Nó quảng cáo là váy gì? Váy hoa trà. Váy hoa trà. Đi tiệc, đi sinh nhật, đi ba, đi quẩy. Cái đúng hợp đi quẩy luôn mấy bà. Đúng hợp đi quẩy luôn. Giá son 335 cành em. Em tính giả lộ dẻo dai cây son nào ok chị. Em phải đánh cây chị đang đánh. Nó mới giống đàn bà quyền lực. Cái này đang giảm á. Cái túi này đang giảm này. Bà giả lộ và đeo túi này cho tôi bà. Bà giả lộ và đeo ngay cái túi này. Bà đi quẩy quán ba vũ trường cho tôi. 1050. Nè Bi ạ, 1050. Cái này lấp lành ánh sao kim lắm. Cái này không phải đá mấy cái đá xấu xấu đâu. Nhà chị không bán mấy cái hàng xấu xấu đâu. Đẹp và đỉnh cao. Ai mà biết Tuấn Anh. Đó. Vâng ơi, trang điểm đẹp là có bạn make up cho em ấy chị. Trời quá xinh luôn. Định tối nay đi chơi mà thôi, nghĩ bụng ở nhà dưỡng sức mai. Đó. Đẹp ngất ngây con gà Tây. Cái gì? Có 100 mấy, đúng rồi chị. Em mua ghê trên top top 100 mấy mà.
cái shop tên là Phương Anh gì ấy. Chị không bán trên TikTok. Đi bay á, đời không biết bay lắc là gì. Thông cảm, đời chỉ mê uống rượu thôi. Mua son á, ở phở bò bên chị, bún đậu cô khàn. Đúng rồi, ở ngoài bán cái này có 50.000 thôi em. Ngoài chợ bán này có 50.000, ra chợ mua cho đẹp. Chị bán đắt lắm chị mới nhanh giàu. Chợ bán có 50.000, ra chợ mua cho nó nhanh. Mấy đứa buồn cười nhỉ. Mấy đứa vào kêu là thị trường bán 150, cây son bán 150. Trên thị trường nó bán cây 201 mà 3 cây. Nó phi ship ra đấy mà mua. Chị đâu có nhu cầu cần bán. Chị đâu có nhu cầu bán cơ mấy. Nhà chị có lượng khách quen rồi em ơi. Khách nhà chị là khách có áo. Hàng hóa là phải chuẩn. Nên là livestream tâm tâm cho các em tức chơi vậy thôi. Hiểu không? Khổ ghê vậy đấy. Hoàng Phương ơi, lấy kem chống nắng inbox chị nhá. Inbox vào cái trang đang live stream dùm chị. Hôm nay tóc như bông hoa ấy nhỉ. Chào chị Đinh Nghị Thủy. Em bán sau này cũng 7 năm rồi mấy chị. Đánh cái mã sau này em đánh đúng 7 năm rồi. Em chỉ bán một loại son duy nhất là loại này. Không chạy theo thị hiếu môi trường. Không chạy theo những dòng trên thị trường. Em đánh cái gì em bán cái đấy. Đó là nguyên tắc. Còn thị trường thì các chị bán hàng thì một tháng thay đến 7 mã hàng. Son đến 7 mã và mã nạ màu đẹp lắm. Em thấy hàng tỷ, hàng chị, hàng triệu chị CEO bán son, bán phấn. Nhưng đến khi gặp ngoài đời ấy, đi sự kiện event ấy, là không đánh cây son đấy. Toàn dùng Tom Ford, Mac, Yves Saint Laurent, Chanel, Dior. Các chị cứ bảo son các chị đẹp. Nhưng mà đi sự kiện các chị toàn lôi ra những cây son gọi là đứng top đầu thế giới không à. Các chị đâu có dùng son của mình. Vâng chị Minh Quyên, đời nó là thế mà. Mọi người thấy mấy hôm nay nó bắt cái vụ mà bán giảm cân không? Có chị nào bán giảm cân mà ngồi uống không? Hay là chỉ ngồi nói với cả là quay clip? Xong là tìm hình ảnh những chị mới đẻ xong với cả là sau khi con 3, 4, 5 tuổi. Xong bảo là uống cái đấy giảm cân. Các chị cứ nhìn em này. Em bán giảm cân 7, 8 năm nay. Ăn nhậu thành thần sáng đêm. Nó có gầy đâu. Giảm cân là phải kết hợp cả tập thể dục, cả ăn uống thì nó mới giảm được. Chứ còn chỉ trông chờ vào một viên thuốc bé tí bé tẹo mà kêu ngày 3-4 viên ấy để gầy được ấy, mùa xuân đấy không bao giờ có. Nói thế cho nhanh. Các bé tóc tóc comment chửi nhiều quá, đọc không kịp. Nhà em bán hàng là không có chuyện bom được nhà em, yên tâm. Chuyển 50% đơn hàng thì chúng ta tiếp tục nói chuyện. Dạ không bán anh. Viên đốt mỡ. Đấy, đi chơi mang viên đốt mỡ với cả chị thâm nách. Trời thần. Trời ơi, tôi mới có cái lời mời đi khai trương phòng khám sản. Dạ, cái túi Alexander Wang hóng ánh vừa xong 1050 chị Diệp Bùi. Tăng cân bên chị có bổ tì tăng cân em. Em thấy tủ túi sách của chị nhiều quá, chị có cái nào không xài chị cho em. Cho chị biết lý do vì sao phải cho em. Và sao lại phải cho. Ở đời á, ở đời trên đời này đừng đi xin trên mạng xã hội. Đừng đi xin trên mạng xã hội, nó buồn cười lắm. Mình sinh ra á, mình có tay, có chân, có đầu, có não.
tự lao động kiếm tiền ha, đừng đi xin, nhất là đi xin với những người mình không quen biết, không thân tình, hiểu vấn đề không? Trời thần thiên địa, em lật mấy chị hay bảo chị ơi em khổ quá, cho em 50-100 thấy khó chịu lắm. Em là rất là ghét những người đi xin, đi xin có sức khỏe tự đi mà làm mà kiếm tiền. Người ta cho là chỉ cho những người mà không có khả năng lao động, người già, người tàn tật, người bại liệt. Đằng này làm thì không làm, cứ vác mặt lên mạng để xin. Trời ơi, trên top top nó có cái app đấy chứ ai mà biết. Mấy đứa trên top top thì buồn cười nhỉ. Vào tap như đúng rồi. Có đi đâu đâu, mới đi event về em. Trời ơi, kêu gọi từ thiện để còn ăn chặn chứ em. Lũ sắp đến rồi, mừng quá. Lại sắp giàu. Lại sắp giàu. Cô chúng mày á, khi nào ra? Hay chúng mày toàn tưởng tượng không à? Thôi, tôn thờ thì rửa ảnh ra mà thờ. Tôn thờ thì rửa ảnh ra mà thờ. Đừng vào đây tung hô làm gì. Xã hội người ta mệt mỏi lắm. Tao chả lớn hơn ai, tao cứ nói phong long vậy đó. Biết đâu dính thì chịu. Trời ơi, ăn chặn 5.000 tỷ, chuẩn bị mùa lũ đến rồi, lại chuẩn bị có 5.000 tỷ. Đứa nào theo tao đi ăn chặn nào. Cho em xin in tư đậm không nhớ. Top top bán đầy. Chị Vân Claudia ơi, chị thích tư vấn bổ tỳ tăng cân, chị qua cái trang em đang live stream ấy. TikTok nó đâu còn, nó comment nhanh lắm không nhìn thấy đâu. Ai thích mua hàng qua cái trang bún đậu cô khàn. Chỉ còn comment trên đấy đọc không kịp. Mà những người mà có comment trên top top, người ta đã nói là muốn mua cái gì ấy, thì qua trang cá nhân người ta mà xem. Comment người ta còn đọc. Cứ comment hoài, comment hoài. Cẩu tặc thì nó đông, ai mà nhìn thấy. Đời có thế mẹ mày mặc đẹp vô cùng, mặc gần 2 năm rồi, yên tâm. Năm nay bắt đầu, chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn đầu của khó khăn kinh tế. Nên làm những cái đứa mà rảnh ấy, đi táp, đi chửi hoài ấy, mốc mồm lên cho mày coi, yên tâm. Chị có tập gym không em? BT nghỉ dậy rồi em. Tao đâu có tử tế. Tao là chùm mất dạy. Đời làm gì có ai tử tế em? Đời nó chỉ là tử tế với người cần được tử tế. Mất dạy đúng với những kẻ mất dạy với mình. Đó là nguyên tắc đấy. Hiểu không? Chứ chúng mày chửi tao mà chúng mày nghèo hèn, chúng mày chửi làm gì? Ở đời tự dưng ngồi câm cho chúng mày chửi á. Này, cái này này, mày sao người ta mới chửi? Giàu hơn, đẹp hơn là bị chửi là đúng rồi. Kêu cái gì? Chúng mày đâu có ưa những người giàu hơn và đẹp hơn. Chúng mày đâu bao giờ công nhận sức lao động với tài năng và sự thành công của người khác. Mẹ chúng mày còn lâu. Chào Linh Trần em.
Ờ, lông mày có người make up người ta vẽ từng sợi em ạ. Sao mà trên mạng ấy nó hay lòi ra mấy đứa ấy comment rằng này này. Chị thấy Khánh Vân đẹp không? Chị thấy Hoàng Thùy đẹp không? Chị thấy Ngọc Trinh thế nào? Chị thấy hen thế nào? Chị thấy thế nào về chương trình này? Chị thấy thế nào về chương trình kia? Chúng mày toàn hỏi những cái điều ấy, có trả lời cũng không ra tiền. Bớt hỏi những cái câu không ra tiền đi. Thay vì đi hỏi những cái chương trình game show truyền thực tế ấy, thì tự bấm điện thoại mà xem và tự cảm nhận của chính mình. Cảm nhận của tao đâu có đem lại niềm sung sướng cho mày. Hỏi hoài. Muốn tóc dài và chống rụng, sử dụng Hà Thủ Ô. Nhớ chị Minh Thư. Muốn tóc dài, chống rụng, giảm bạc, sử dụng Hà Thủ Ô. Muốn tóc khỏe, sử dụng Hà Thủ Ô để hết rồi đây này. Hết rồi đây này. Quên chưa lấy về. Kim Nguyên ơi, có túi sách bên quán rồi đấy, chị ship xe ôm sang rồi đấy, mất 3 sợi đấy em ạ. À, em hỏi nhân viên, gặp bạn Phương nhân viên, nói nhân viên là đến lấy cái ba lô. Kim Yến Nguyễn, chị mới ship ra quán đấy. À, chống rụng tóc các thứ là dùng vitamin, dùng Hà Thủ Ô nhé. Nhà em tinh chất Hà Thủ Ô, không có nóng. Vitamin E có 500 viên này của Mỹ này. 500 viên. 500 viên giá 540.000. Có nhiều đứa vào comment là đậm chất vô học. Nhưng mà vui. Lâu lâu bắt được cái comment chúng nó chửi vui. Mọi người đừng tặng cái gì lên trên đầu tốn tiền. Đừng tặng hoa bông lên đầu tốn tiền, không biết xài. Hoàng Hoàng ạ, à, đừng gửi. Hà Thủ Ô 760 cành, nhắn tin cho em chị Minh Thư Nguyễn. Đó, uống vitamin E này. Cuộc đời phải uống vitamin E. Hoa anh thảo. Hôm nay là phải uống vitamin E hoa anh thảo. Vì thức khuya mấy ngày. Có những hôm phải uống vitamin E hoa anh thảo vì thức khuya mấy ngày thấy da mặt nó khô. Cân bằng nội tiết tố uống vitamin E hoa anh thảo. Hà Thủ Ô 760 cành. Minh Thư nhắn tin chị nhé. Chuyện nhà lép hôm em đi ra quán ngập chị. Tại vì là hôm nay là chị ra một tí buổi sáng. Sau đó là chị về chị đi event. Xong đó Kiến về xong rồi chị ngủ. Tại vì là hôm qua chị nhậu. Nhậu đến 1 giờ sáng xong mấy ngày mới nhậu nhiều quá. Mấy ngày mới nhậu nhiều quá. Đây này, mấy cái bà bầu á, chuẩn bị có bầu hoặc là có bầu rồi là uống cái này một ngày một viên này. Viên bổ bầu này này, chỉ vào mẹ bầu. À quên, chỉ vào con không vào mẹ. Nó chỉ bổ sung chất dinh dưỡng cho bà bầu. Nên các mẹ bầu uống cái này, thứ nhất là không táo bón. Không bị táo bón nha. Và con cực kỳ cứng cáp, chắc khỏe và thông minh. Nên chị nào có bầu ấy là phải lưu tâm ngay đến sản phẩm nha. Prenatal này của Mỹ, của hãng Naturemed nha. Nên là những bạn nào ấy mà bạn mình có bầu ấy mà định tư vấn cho mình uống cái gì thì tư vấn cho bạn uống cái này. Kiếm ơi, trà nồi em hỏi cái nào? Em hỏi cái nào trà nồi? Có mấy con ngu còn mê buồn cười nhỉ? Uống gì bán đấy. Sau này là bán thuốc chuột nó cũng uống. Chỉ có cái loại mày ấy, não mày chỉ để mọc tóc và đeo cài mới comment cái câu ngu xuẩn như vậy. Nhiều con nó comment nhưng nó cứ áp những cái ngu si của nó vào mình, cười chết. Hoa anh thảo của Úc này này, 680 cành, 190 viên. Đó.
Còn vitamin E 540 cành, 500 viên. Đúng rồi Quốc Cường, ai mà chả đoàn tụ ông bà. Quan trọng đoàn tụ kiểu gì em ơi. Các con cay lắm phải không? Tức lắm phải không? Mẹ cảm ơn. Trên TikTok có một lượng người hiểu không? Rất là hám tài. Bữa đi ăn bún đậu có con ruồi thì không tránh được bạn. Thực tế là những quán bán đồ ăn mà để gọi là không có ruồi thì nó cực kỳ hiếm. Trừ khi bạn vào năm sao hoặc những nhà hàng, những nhà hàng như Hokkaido hay những cái nhà hàng gọi là họ phải có một cái kết cấu kín hết các bạn ạ. Còn đâu những quán ăn mở cửa như quán tớ là chắc chắn nó sẽ lâu lâu sẽ có một vài con ruồi. Vẫn ăn đêm bình thường em. Nè Bi ơi, trời ơi, mà Hải Triều nó chặt chị kinh quá em ạ. Kem chị Nám có chị. Kem chị Nám có bộ chị Nám Đông Sung, chị Hiền và Thu Hiền phòng vé. Chị qua cái trang bún đầu cô khàn của em nhé. Các chị muốn tư vấn hàng ở bên Top Top mà muốn mua hàng thì các chị lưu tâm. Nhà em là chuyển khoản cọc 50% đơn hàng. Nước chị uống trà giảm cân em ạ. Quán của Trang Tàu Hũ ăn cực ngon, cảm ơn chị. Mọi người bên Top Top sang bên trang bún đậu cô khàn hoặc cái trang cá nhân của em, trang Trần có dấu tích xanh. Chứ bên Top Top này nó comment nó trôi nhanh lắm, không nhìn thấy đâu. Có bán Green Kinau không á? Không em. Em có tiền mua Green Kinau á thì em không bao giờ comment ở đây đâu mày ạ. Những người ấy mà có tiền ấy mà để người ta mua đến hơi mệt Kelly Bean Green ấy, Birking ấy. Người ta không đi comment dạo trên mấy cái TikTok bán đồ phất như chị em ạ. Bởi vì ấy, em muốn mua Bean King ấy, là em đi ra ngay hơi mệt em mua cho lại. Tập podcast của Dược Chị Tiến Trang Khàn view cao nhất 730.000 view. Chị cũng không để ý lắm, mấy hôm đầu thì còn vào comment. Cảm ơn Huy Trần. Vitamin tổng hợp dành cho nữ 50 cộng bao nhiêu tiền đây? Chị chờ em để em xem giá. Chị em nhà em nhiều hàng nên mình quên. Để em tìm cái hộp đấy cái. One day này 640.000 chị. Chị Lucky Mon 640.000. Chị nghĩ rằng là cái tập postcard với Dược Sĩ Tiến đấy nó là cái sự chia sẻ thẳng thắn và nó không bị cắt và dàn dựng, nên mọi người xem mọi người thấy có mình trong đó về cái sự cố gắng nỗ lực. Và mọi người có thể mọi người xem đơn giản là cái lượng anti-fan của mình đông nhất, có thể lượng anti-fan mình đông nhất nên tập đấy là người đông người xem nhất. Ken chung 425 viên để chị xem còn hàng không nhá. Nhưng mà nhắn tin bên phở bò đi chứ ở TikTok nó bị trôi nhanh quá. Ken chung à? Hình như Ken chung hết hàng bạn ạ. À đây. Trang ơi, Family cho Kiến đi Trang ơi. Ken chung hết hàng hay sao em ạ? Nhắn tin phở bò cho chị. Chị Út Thúy ơi, em béo lên chục cân đấy chị. Em kẻ lông mày, không phải em kẻ đâu chị. Cái này là em có người make up riêng. Bạn đấy kẻ bằng một cái bút lông. Bạn đấy kẻ từng sợi và có một cái bút bằng cái chì. Nó bị dẹt. Nhưng mà người ta có kỹ thuật, người ta mới kẻ được. Mình không kẻ được đâu chị. Cái lông mày này thật sự với các chị là chúng mình người thường thì không kẻ được. Em ngồi xem bạn đấy kẻ lông mày cho em bao nhiêu lần. Em cũng mua cái bút đấy về nhưng em không kẻ được chị ạ. Son chị đang dùng lục đỗ ơi là số 20 đấy. Em qua phở bò bên chị có. Em không biết là cái bút gì anh ơi. Bạn thì vẽ cho em nên em không biết.
em có tự make up được đâu. Em make up bình thường cũng bình thường lắm, nhưng mà cái này là người ta make up cho em. Không rồi, chị bỏ nghề mười mấy năm rồi em. Bún đậu quán chị vẫn bán bình thường em. Đúng rồi, Duy Anh make up cho chị. Duy Anh chưa có bổ. Top top nick là Duy Anh chưa có bổ. Xăm chân mày giống vậy được không chị? Chị nghĩ là không. Chị nghĩ là rất khó để có thể xăm được một cái chân mày đẹp như thế này. Cái xăm chân mày ấy, nó sẽ không thể nào dựng tơi từng cái sợi này được. Để rõ ràng từng sợi như này là người ta phải vẽ, sau đó dùng ta người ta dùng một cây mascara. Họ dùng một cây mascara này này. Cái cây mascara này nó giống như cái mascara mi ấy. Nó dùng cho lông mày, xong đó nó chuốt để nó dựng từng cái sợi lông mày lên. Còn thực tế là cái lông mày của mình bản chất nó là cái sợi lông nên nó sẽ mềm. Trừ những người có sợi lông mày cứng. Ví dụ như bạn Tăng Thanh Hà, bạn nó cặp lông mày rất đẹp là vì các cái sợi lông mày của bạn ấy cứng, nó rất đẹp lắm. Nên là những cái bạn nào muốn cái cặp lông mày nó được sắc sảo ấy, là phải có được cái cây mascara lông mày chuốt từng lên, chuốt từng sợi lên. Thì cái này nó màu nâu này, cái mascara chân mày màu nâu này, 250 cành. Đây là em dí mặt cho mọi người nhìn này. Đêm đêm nên xài thực phẩm chức năng gì? Tốt thực tế là buổi đêm ý. Buổi đêm mọi người không nên uống thực phẩm chức năng ngoài kẹo ngủ. Ban đêm mọi người không nên uống thực phẩm chức năng. Tại vì đêm là thời gian để cho cơ thể mình nghỉ ngơi. Đêm là thời gian để cho cái bộ máy gan thận của mình nghỉ ngơi. Nên không bao giờ em khuyên mọi người uống thực phẩm chức năng vào ban đêm. Nhưng mọi người thấy em hay livestream đêm mà em uống thực phẩm chức năng là do em thức luôn đến 4 giờ sáng. Tại vì công việc của em cũng sẽ làm việc ban đêm với trợ lý của em đến 3 giờ sáng rồi em xem phim. Nên là em ăn đêm, nên em mập là chuyện bình thường. Em chỉ khuyên mọi người thực phẩm chức năng uống buổi sáng, buổi trưa và uống trước 17 giờ là tốt nhất. Trần Diệu Hương gầy có 3 ký thôi em ạ. Ví dụ như đêm là em hay ngậm kẹo ngủ này. Đêm thì em hay ngậm kẹo ngủ. Có chứ, collagen chị có uống dòng nước và dòng viên. Đây này, ví dụ như chị là chị đang xài collagen này này. Collagen dạng nước này này. Đó, đây. Một hộp này 650 cành. Đấy, bây giờ pha collagen cho mọi người xem nhé. Pha collagen nhưng mà không uống ban đêm, vì collagen uống buổi tối sẽ mất ngủ. Vì dòng collagen này này là dòng collagen chiết xuất từ trái cây. Chờ em tí, em ra em lấy bình nước và pha collagen cho mọi người. Mascara chân mày em có màu nâu, màu xám ghi, không có màu đen xì nha chị. Chị có thể sử dụng cây mascara của Mi, à của lông Mi này này. Là cây này này. Bên em có cây mascara của Mỹ này, Maybelline của Mỹ này. Chị có thể dùng cây này, chị chuốt lên lông mày nếu chị muốn nó màu đen xì. Ê, bản chất là em chỉ bán màu xám, màu nâu đỏ. Là vì có rất nhiều người người ta nhuộm tóc màu nâu, màu vàng, màu đỏ. Thì người ta sẽ sử dụng cây mascara chân mày màu nâu vàng. Hoặc là màu nâu ghi. Còn cái màu đen này này. Cái màu đen thì mọi người nên sử dụng cái cây mascara của lông Mi để chuốt phần lông mày. Cái gì nhậu ở Lâm? Chị mới nhậu hôm qua em ơi. Mới nhậu hôm qua, nhậu cả tuần nay rồi mệt quá. Hôm nay là phải uống cái collagen này rồi. Đó đây, collagen nước này. Một cái ống này pha được với 500ml nước nhé. Một ống này pha 500ml nước. Cứ tưởng là mẹ chưa uống cái mẹ uống cái này rồi. Đâu, mẹ vẫn uống mỗi ngày. Mẹ quên, mẹ pha ban đêm con ngủ mất rồi đâu. Yên lấy cho mẹ cái đũa coi. Cái đũa. Đó, đây là collagen nước. Lâm ơi, chị nhậu mấy ngày hôm nay rồi em ơi? 4-5 ngày rồi, chị chán lắm. Thank you con gái yêu của mình. Tình yêu tình nồng nắm say tình xăm trên quê tình. Chị em đưa hai tay chứ phải đưa cái này. Không được.
Đúng rồi, mẹ cảm ơn. Cảm ơn con gái. Gớp, mấy đứa comment pin Kinher mẹ tao có bao nhiêu tiền đâu. Vấn đề là mày có bao nhiêu tiền để mua. Mày mua được phiên bản bao nhiêu tiền. Đúng rồi, cái pha uống thay nước hàng ngày em. Chào An Tâm 2611. Đó. Em là uống collagen. Nha, buổi tối uống nó mất ngủ nha. Vì cái collagen này này được chiết xuất từ trái cây. Nó không phải chiết xuất từ động vật. Nên nó sẽ không gây béo, không gây mập. Và nó là collagen dạng nước. Nó sẽ thấm nhanh hơn, làm da đẹp hơn, da đẹp nhanh hơn, chống chảy xệ nhanh hơn. Collagen này của Mỹ nha mấy chị. Một hộp này là 30 ống. Là uống một tháng nên mỗi ngày một ống. Nó là mỗi ngày một ống nha mọi người. Đó. Nên chị nào ấy, cái này rất tiện lợi là mọi người đi ra ngoài. Mọi người đi ra ngoài bẻ một ống đi theo này. Đi mấy ngày bẻ mấy ống. Đó. Xong rồi là chúng ta sẽ uống. Uống theo kiểu này. Đó, bẻ ra này, cắt. Ví dụ như mọi người đi xa, mọi người pha vào chai nước suối cũng được. Đấy, cắt, cắt thì bóp một tí vào chai nước suối. Xong rồi lắc lên, trời, đỉnh cao. Cái này ấy là giúp cho da trắng. Trắng da, căng da, chống chảy xệ và làm chống lão hóa da. Cái collagen nước này này thì nó sẽ thấm nhanh hơn dòng collagen viên nha. Collagen viên dạng này này thì nó rẻ hơn một chút. Cái hộp 390 viên này này là 770.000. Hộp này là 30 ống mà tận 650.000. Thì hiển nhiên dòng nước bao giờ nó cũng thấm nhanh hơn nha. Dòng nước bao giờ thấm nhanh hơn. Và cái hàm lượng biotin trong này này là 2000 mcg. Collagen hàm lượng của nó 4000 mcg. Silica hàm lượng của nó 6000 mcg. Đó. Và nó... Có gì con? Mẹ chào con, chúc con ngủ ngon. Đó. Ok chưa? Nên là bạn nào ạ, mua cái này này. Bạn nào mua cái này thì liên hệ bên em. Ok chưa? Trời ơi, tôi nói 650 cành. Em làm đêm xài gì tốt? Em làm đêm em chỉ có dùng mặt nạ ngủ thôi em ạ. Em dùng mặt nạ ngủ cấp ẩm. Ban đêm mà đi làm đêm ấy, chỉ có bôi mặt nạ ngủ cấp ẩm thì cái da của mình nó phục hồi tốt hơn. Nhưng mà nó sẽ không trắng nhé. Tại vì mình thức khuya mà thức đêm ấy, là chỉ sử dụng dòng mặt nạ ngủ cấp ẩm Laney này. Nó sẽ là dòng tốt nhất cho da, giúp cho da mềm, cấp ẩm, cấp dưỡng chất cho da. Nhưng nhược điểm của dòng này, nó sẽ không làm trắng da, không mờ thâm sạm. Nó chỉ làm cho da khỏe và sáng. Sáng gọi là sáng, sáng cái bề mặt đều da thôi. Chứ mà bảo nó trắng bật thì làm cho da trắng tinh thì không có. Cái này nó giúp cho da mình cấp ẩm. Với những người nào thức khuya, thức đêm, hoặc là đi biển nhiều, phơi nắng nhiều, cực kỳ an toàn, tuyệt đối cho các bà bầu. Em bầu em liên hệ bên chị có vitamin bầu nha mẹ. Vitamin bầu cho bà bầu một ngày một viên. Chia ra là có 3.000 đồng một viên, 2.900 một viên. Một ngày chỉ cần một viên này cho bà bầu là đỉnh cao rồi. Hôm nào đấy như tối hôm qua đấy, đi nhậu về đấy. Là em bôi cái này này, một lớp này thôi. Để sáng nay make up cho đẹp. Mày có phải kêu gọi mọi người đừng mua. Tao đâu có nhu cầu cần nhiều người mua. Nhà tao khách là có não không à. Chúng mày đâu có cửa để gọi là vui sập. Để em đi cất cái này cái nhá. Đi cất cái này. Đây là chị mày lại nhắc nhở lần mấy rồi? Tại sao con lại bỏ dư một tí sữa này? Con no quá phải không?
no quá thì con cầm vào con kêu mẹ uống giùm con. Mẹ nói lần thứ mấy? Hôm nay lần thứ mấy? Có nghe lời không? Cơm bỏ mấy muỗng mẹ cũng đã ghét rồi. Sữa bỏ một miếng đây mẹ cũng ghét luôn. Thế mẹ không gian để mẹ cất cái đũa thì làm thế nào? Thì là mẹ không nhìn thấy đúng không? Thế đêm mẹ rửa tay xối nước vào cái cốc sữa đấy. Mẹ nhắc lại cái kiến nhé. Hôm nay là lần cuối cùng. Nếu để mẹ còn nhắc một lần nữa về vấn đề này thì biết rồi chứ gì. Hình phạt là gì? Nói to. Dạy ra ngoài đường. Nhớ nhá. Đi ngủ đi. Đánh răng chưa? Đánh răng chưa? Ờ. Còn có một miếng thôi. Nhỏ nhỏ. Tí xíu. Một ngụm nhỏ nhỏ. À nhà em có dòng mới về cái canxi sữa này nha mọi người. Mới về canxi sữa cho trẻ 60 viên 345.000. Dòng canxi sữa này là lúc mà Kiến còn nhỏ là xài này. Lúc còn nhỏ Kiến xài cái này. Khi còn bé. Đó. Tầm 1 đến 2 tuổi để sử dụng canxi sữa này là tốt nhất. Hình phạt cho ra đường đó mà. Còn collagen này, vừa nói tiếp collagen này. Collagen này thì một ngày uống 4 đến 6 viên. Jack ơi, em nhắn tin vào phở bò bên chị thì từ từ em, giờ này thì không có ai chốt đơn cả. Giờ này thì chị đang like như thế này. Mặt chị bị lệch kìa, mặt chị bị lệch mà em. Mặt chị bị lệch em ạ. Đấy, uống nốt cái chỗ sữa này cho nó là lại mập. Son chỉ đang đánh số 20 em, Thượng Ẩn. Em sợt phở bò bên chị, bún đậu cô khàn, hoặc trang khàn dấu tích xanh. Chị có nâng mũi không á? Không, mũi thật. Em đi vô em tâm sự với nó tí. Tí em ra live tiếp nha. Em vô em nói chuyện nó tí.